Còn mới đây thì bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng rất lớn trong một cụ bà 71 tuổi ở Nam Định. Và khối u này nặng tới 5,5 kg, được ví như là bụng bầu 9 tháng vậy, khiến là bà cụ rất là khó thở, đau đớn và ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động cũng như là cuộc sống hàng ngày. Theo lời kể của bệnh nhân vào tháng 9 năm 2021 thì cụ bà thấy triệu bụng tăng dần nhưng mà không thăm khám điều trị gì cả. Và gần đây bà thấy bụng to nhanh, khó thở khi nằm đau tăng ở vùng hạ vị và khối u ngày càng lớn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và cuộc sống hàng ngày. Đến khám tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì các bác sĩ khoa phụ sản chẩn đoán bệnh nhân bị khối u buồng trứng trái xâm lấn tử cung, phúc mạc với kích thước rất lớn. Và nếu không kịp can thiệp, khối u này có khả năng bị vỡ do va đập, có thể gây tràn máu, dịch ổ bụng và nguy hiểm đến tính mạng. Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng khối u được bóc tách lấy ra 9 lít dịch và khối u có khối lượng là 5,5 kg. Và sau mổ, bệnh nhân đang có sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi. Vâng, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong lứa tuổi sinh nở hoặc là trong độ tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa để mà phát hiện, chẩn đoán cũng như là điều trị sớm các cái khối u bất thường. Tránh để cái u phát triển kích thước rất lớn như thế này hoặc là biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì cho đến người già thậm chí là 80 tuổi, và ảnh hưởng đến cái sức khỏe, sinh hoạt chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới. 90% u nang buồng trứng là các cái khối u lành tính, ít gây ung thư, còn lại 10% phát triển thành các khối u ác tính.